Rất ngại đi ra đường, đi một mình sợ lắm, chỉ ngồi ở trên để nhìn thôi vì không có đường để xuống. Đó là những suy nghĩ của không ít những người khuyết tật khi đến với những công viên, các khu vui chơi hay là tham gia giao thông công cộng. Bởi hiện nay thì nhiều công trình không có sự hỗ trợ hoặc là sự hỗ trợ chưa phù hợp đối với họ. Chỉ cách một bước chân, nhưng người phụ nữ này phải mất khá nhiều thời gian để có thể lên được nhà chờ xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có đường dốc mà cái bậc từ dưới mặt đường lên cái bệ chỗ chờ xe buýt thì nó cao, người khuyết tật mà chống nạng cũng khó lên. Lên được nhà chờ đã khó, nhưng lên đường xe buýt một cách an toàn còn khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ một số tuyến có sàn xe thấp, có chỗ trống dành cho người khuyết tật, nhưng hầu hết các tuyến xe khác, dùng nạng hay xe lăn đều rất khó khăn. Lên một mình nạng đồ mà lên mà mình rất là sợ, mà khi xe buýt mình chưa lên xong thì xe buýt nó chạy thì mình sợ mình té, nên đi một lần đó về cái mình cũng sợ quá trời nên mình không có dám đi nữa. Không chỉ tại nhà chờ xe buýt, hiện nay nhiều công trình như tòa nhà cao tầng, công viên, khu vui chơi cũng chưa có thiết kế dành cho người dùng xe lăn. Hầu hết các công trình chưa có các thiết bị hỗ trợ hướng dẫn bằng âm thanh cho người khiếm thị. Tôi xem cái cảnh hồ đây tôi thấy rất là đẹp, bên kia có đá, rồi có cây lên rất là đẹp. Nhưng mà rất là tiếc là không có đi xuống được bởi vì nó có những cái bậc thang rất là cao nên xuống không được nên đành ngồi ở trên. Kết quả khảo sát gần đây nhất của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển thực hiện vào năm 2012 tại 3 quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là quận 1, quận 3 và quận 5. Thì trong tổng số 1.800 công trình được khảo sát, chỉ có 78 công trình tiếp cận với người khuyết tật, tức là chỉ chiếm 4%. Tuy nhiên cái tiếp cận của họ thì nó cũng chưa có đúng theo cái quy chuẩn xây dựng mà Bộ Xây dựng đưa ra. Ví dụ như về quy chuẩn xây dựng thì họ quy định là cái cửa ra vào là phải từ trên 75 cm, đó là đúng cái khổ của đi xe lăn. Ngoài ra thì trong cái nhà vệ sinh đó thì nó cũng phải đủ rộng để cho xe lăn họ có thể xoay trở ở trong nhà vệ sinh. 20 mấy năm Huỳnh Thị Sầm phải sống với một cơ thể không lành lặn. Đó không phải là điều duy nhất khiến cô gái khuyết tật này sợ hãi. Sự lo lắng ở ngay từng con đường mà Sầm muốn đi. Muốn di chuyển một chiếc xe lăn đi ra ngoài để biết được những cái thông tin, những cái kiến thức nhiều hơn nữa thì cái có điều là khó khăn với Sầm là đi xe là phải có người giúp đỡ đẩy đi. Và đi ra ngoài đường á thì trên cái vỉa hè đường á thì nó thứ nhất là nó không có thuận tiện cái đường xe lăn để Sầm đi, và dưới lệ thì Sầm tôi sợ những cái xe cộ đi ngang nên Sầm rất là ngại vấn đề đi ra ngoài đường.